bông bao nè nhóm nè mọi người ta chua lắm khơi chụp chắp bông bao nơi nè không lại nhé nhóm nè thôi nhé mới chắp nè ông thường mình chơi thọt bàn này bây giờ mình xin miền bông xa nó bông bao nè nè lại nhạc lại nhạc lại nè nhóm nè lại sấy nè 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 riêng cắt nữa nghe này nhé ta chua nhóm mà nè bông bao nè khơi nhà ui gì bị sạt nè chắp bông bao everyone I come to my one of my rental house and I saw the bird fly out from this place. Look, how many they have? Five. There are five of them. Five eggs. Oh wow, birdie bird. They're gonna have a baby bird here. Wow. God bless you, baby bird. Okay, Con Chong. I just want to share this with you guys. So I once in a while I stop by my rental houses to take a look at things. I always say see some of your blessing, you know. I love bird. Okay, bông bầu nè. Nè, khi nhé bông chạm nó mềm phèm mà bông bầu nữa kìa. Kìa chua nhung nữa nghe. Này là nhà. Đi này là nhà. À đây. Đi khi nhà. Dơ ngờ cắt trẻ. Cắt chân hái. Vì chỗ tam mấy tờ thơ sụp bọc bông bầu. Thơ sụp bọc nó không là nhà. Đang chơi mua nhau mệt nhé. Nhé hà hà nhầm cái cắt đó nghe nhé. Cắt làng sát chứ. Chua là cái cắt đó nghe. Mình cắt lại nhé. Nát con cắt nó trốn trong ngón. Chà mình trốn trong ngón. Anyway, bong ơi, bong tiền phố, bong phố nơi này mai mưa bong tiền. Hey, I'll let you see again. My bird eggs, fire them. This is my house in the heart of Keller, Texas. Right by between Old Town Keller and the New Town Center and Keller Town Hall and Bear Creek Park, okay? God bless you all. I have five bird eggs. Bye-bye.